đời người thì rõ ràng là không có quá nhiều cơ hội mỗi cơ hội đến nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố và nếu như chúng ta không nắm bắt được cơ hội không biết tận dụng cơ hội thì nó sẽ trôi qua và khi nó đã trôi qua rồi thì khó có thể quay trở lại do đó việc tận dụng cơ hội để phát triển để có thể tạo ra được những thành công là điều mà chúng ta ai cũng mong muốn vậy làm cách nào để chúng ta có thể tận dụng được những cơ hội lớn để phất lên để làm giàu chúng ta hãy cùng thắng ơi trao đổi và chia sẻ về chủ đề này Để mở đầu cho cái câu chuyện cơ hội, cho cái câu chuyện gọi là may mắn Chúng ta hãy cùng Thắng ơi kể về một câu chuyện mà khá là nổi tiếng Đó là cây bốn lá Cây bốn lá thì nó được coi là một cái điểm báo cho cái sự may mắn Thì ai mà trong một cái vương quốc nọ, thì ai mà trồng được nhiều cây bốn lá thì tức là người đó có nhiều may mắn hạt giống của cây bốn lá thì sẽ được hình thành như thế nào thì uh, trong cái câu chuyện này họ kể rằng là cái cây may mắn cái cây cơ hội này nó sẽ được uh, được như thế nào ạ nó sẽ được phủ khắp vương quốc vào một ngày không xa nào đó và mảnh đất nào có thể cho cái hạt giống của cây bốn lá phát triển được thì nơi đó sẽ là nơi mà nhiều cái may mắn, nhiều cái cơ hội nhất. Có rất nhiều người trong vương quốc này thì luôn mong chờ cái cơ hội này nó đến, luôn mong chờ cái cái hạt giống của cây bốn lá một ngày nào đó sẽ được phú khắp trên vương quốc. Nhưng mà không phải ai trong số những người mong đợi cái sự việc này diễn ra cũng đi tìm cái sự chuẩn bị cái sự chuẩn bị thứ nhất đó là tìm kiếm các cái kiến thức liên quan tới việc cái môi trường như thế nào để cho cái hạt giống này có thể nảy mầm có thể sinh sôi có thể nảy nở trên một cái mảnh đất một cái môi trường của mảnh đất như thế nào thì trong số những người trong vương quốc thì có một anh chàng là đã đi khắp nơi ở vương quốc để tìm kiếm và hỏi nhiều nơi xem là cái cây bốn lá, cái hạt giống cây bốn lá thì nó cần những cái điều kiện gì để có thể nảy mầm được và anh đã nhận được cái câu trả lời cho cái câu chuyện này là cây bốn lá cũng giống như bất kỳ những cái cây khác trong cuộc sống thì đều phải cần một cái môi trường đó là có đầy đủ ánh sáng, có đầy đủ nguồn nước, độ ẩm ướt uh, nguồn đất tức là nơi mà cây bốn lá có thể nảy mầm là nơi có đất ít sỏi đá và bên cạnh đó nữa thì cái mảnh đất mà cây bốn lá có thể nảy mầm phải là chỗ mà quang đảng thoáng gió và nhận được những cái câu trả lời như vậy thì cái chàng trai này đã đi tìm một mảnh đất phát quang khu đất rồi sau đấy cày sới miếng đất nhặt hết những hòn đá cuội dẫn nước vào khu đất rồi làm tất cả những thứ có thể để tạo ra một cái mảnh đất phì nhiêu luôn luôn sẵn sàng để chờ đón cái cơ hội đó là hạt giống của cây bốn lá sẽ phủ khắp trên vương quốc để có thể đón chợ chờ để có thể uh, nắm bắt và để có thể tận dụng cái cơ hội mà hạt giống khi cái ngày nó tới thì một ngày không xa À, bóng dưng, cả vương quốc thì có một cơn gió rất là mạnh và hạt giống đã theo gió bay khắp vương quốc nơi nào thì hạt giống cũng rơi xuống nhưng chỉ có nơi mảnh đất của chàng trai thì lên được rất nhiều những cái cây bốn lá cây của sự may mắn à, qua cái câu chuyện này thì đây là một cái câu chuyện mang tính chất tượng hình rất là cao nói về cái câu chuyện là cơ hội may mắn hay là việc tận dụng cơ hội may mắn thì rõ ràng thì may mắn thì chúng ta cũng rất khó để có thể xác định được là khi nào thì nó tới và không thể chắc chắn được khi nào nó tới nhưng điều chúng ta có thể chắc chắn đó chính là cái sự chuẩn bị cho những cơ hội sắp tới có thể sẽ diễn ra và chúng ta cũng có thêm được rất nhiều những phải chuẩn bị những cái, cái việc liên quan đến cái hành trang những kiến thức những kinh nghiệm và đặc biệt là chúng ta phải có những cái trải nghiệm nhất định cho cái chuyện làm ăn kinh doanh để bất kỳ một lúc nào đó mà cơ hội đến thì chúng ta đều ở cái trạng thái sẵn sàng đặc biệt thì ngoài cái việc chuẩn bị về cái sức khỏe chuẩn bị về cái kiến thức chuẩn bị về những cái điều kiện để chúng ta khi cơ hội đến chúng ta nắm bắt thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái nguồn lực đó chính là tiền nếu không có tiền nhìn thấy cơ hội chúng ta cũng không thể làm gì được và điều đó là điều rất rất quan trọng vậy thì những điều đó thì chúng ta vần như phần lớn thì ai trong chúng ta cũng có thể làm nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì để làm để gọi là chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội sắp tới điều may mắn là chúng ta đang trải qua một cái giai đoạn một cái chu kỳ trong lịch sử hàng trăm năm chỉ xuất hiện một lần trong đời mỗi người đó chính là cái cuộc gọi là uh, suy giảm kinh tế trong thời gian sắp tới. Theo rất nhiều các cái tài liệu chuyên môn, thì chúng ta biết rằng một cái cuộc đại suy thoái hay là một cái 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 cái, cái giai đoạn mà cần phải tái cấu trúc lại nền kinh tế của toàn cầu, cần phải thay đổi lại hệ thống cung ứng của toàn cầu, cần phải có những cái biến chuyển để chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế cũng như là chuyển dịch các cái vùng kinh tế trên toàn thế giới việc dịch chuyển kinh tế từ Âu sang Á hoặc là việc dịch chuyển kinh tế từ các quốc gia khác nhau thì nó vẫn luôn vận hành và chuyển dịch hàng ngày, hàng giờ, hàng năm nó đều xảy ra mỗi quốc gia mỗi vùng lãnh thổ và đặc biệt là cụ thể hơn thì các quốc gia trên thế giới mỗi năm khác nhau đều có cái tốc độ tăng trưởng khác nhau đều có tổng sản phẩm quốc nội khác nhau và sản phẩm những đặc điểm lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia thì đều có những cái sự thay đổi khác biệt theo từng ngày mặc dù như vậy nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng là 1929 1930 là thời một cái 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 thời kỳ đại suy thoái kinh tế được coi là trong trí nhớ của những người mà ở giai đoạn này thì đây là một cái cơn suy thoái mà khủng khiếp nhất trong cái lịch sử loài người. Những người ở Mỹ còn phải xếp hàng để xin từng chiếc bánh mì, xin được cái trợ cấp cứu đói và chúng ta thường thấy rằng là mỗi một đời người thì các cái cuộc đại suy thoái như vậy nó chỉ diễn ra một lần. Do đó thì rất khó để chúng ta có thể dự đoán được chính xác rằng là khi nào thì nó sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Tuy vậy thì với những cái dữ liệu về kinh tế với những thứ mà chúng ta cần làm trong giai đoạn uh, sắp tới uh, hiện nay thì đã trải qua khoảng 90 năm so với cái chu kỳ uh, của suy thoái kinh tế nó kéo dài khoảng 70 tới 75 năm thì hiện nay suy thoái kinh tế đã trải qua tới 90 năm mà mà vẫn chưa có một cái sự lặp lại. Thì lý do tại sao lại như vậy thì trước đây thì các nhà kinh tế học thường máy móc uh, tin rằng là sau một cái chu kỳ 70 năm thì nó sẽ lặp lại. Nhưng họ quên mất rằng là với cái sự phát triển của nền văn minh nhân loại, với những hiểu biết của các cơ quan điều hành chính sách trên toàn cầu với những hiểu biết và những kinh nghiệm trước đó của những cái chu kỳ ngắn là một thập niên, 9 đến 10 năm một lần xảy ra một cái cuộc gọi là khủng hoảng nhỏ nhỏ trong cái kinh tế để sắp đặt lại cái 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 chuỗi cung ứng toàn cầu thì họ đã có rất nhiều những cái giải pháp có rất nhiều cái biện pháp để phòng ngừa để có thể sử dụng những cái công cụ tài chính để giảm thiểu những cái thiệt hại mà đại suy thoái có thể diễn ra. Do đó thì suy thoái kinh tế nó không hình thành theo hình chữ tức là hình chóp nhọn nữa mà đó đang có khuynh hướng uh, trở thành uh, hình thành theo cái cách gọi là một cái cái sự ví von mà trong một cái cuốn sách kinh tế học uh, nói như thế này bong bóng là các cơn cực thoái của tài chính chúng ta lớn lên tăng trưởng theo hàm số mũ chúng lớn lên và tăng trưởng theo hàm số mũ đạt đỉnh và sau đó sụt giảm rất nhanh chứ không phải là sụt giảm một cách từ từ à, theo thời gian các bong bóng đang chuyển từ dạng cực thoái đàn ông và sang các cơn cực thoái của phụ nữ tức là có ba đỉnh bốn đỉnh hoặc thậm chí có những đợt đại suy thoái kinh tế có thể phải diễn ra bằng việc có năm đỉnh cực thoái đây là điều mà nó khá là thú vị, nó có thể giống với lại cái sự tự nhiên nhất trong cái uh, sinh học của con người. Nhưng thực tế thì các đỉnh của suy thoái, các đỉnh của cuộc uh, uh, gọi là những cái bong bóng khủng hoảng nó đang diễn ra theo một cái hướng uh, thay đổi. Và điều này nó thay đổi theo một cái cái cách là do mỗi cái đỉnh sau nó đều được hình thành nhờ vào việc các cái công cụ hỗ trợ mang tính chất gọi là uh, áp đặt của cái chính sách điều hành kinh tế trên toàn cầu. Do đó thì à, không khó để chúng ta có thể nhận thấy rằng là giai từ năm 2000 đến nay thì các cái bong bóng đặc biệt là bong bóng tài chính, bong bóng bất động sản đang được hình thành theo kiểu à, tạo ra nhiều đỉnh mà người Việt Nam có một cái từ rất là thú vị đó là đồi thông hai mộ hoặc là đồi thông ba mộ hoặc là đổi thông bốn mộ đó là những cái thứ mà dễ hiểu nhất về cái việc hình thành một cái đỉnh của bong bóng và mỗi cái đỉnh này nếu như xét một chu kỳ dài uh, của hàng trăm năm thì nó được hình thành uh, được kéo dài trong khoảng là 10 năm một lần nó lại hình thành lại và để chúng ta chúng ta có thể tránh được những cái uh, Uh, khó khăn của nền kinh tế mà chúng ta gặp phải khi mà không có sự chuẩn bị trước thì chúng tôi đã uh, nghiên cứu và tập hợp những cái số liệu cũng như là một số cái tài liệu để có thể cung cấp cho anh chị và các bạn 12 cái uh, nguyên tắc để có thể dự báo một phần nào đó có xác suất đúng cao dự báo về suy thoái kinh tế, dự báo về những cái chu kỳ kinh tế để anh chị và các bạn có thể uh, nghiền ngẫm, nghiên cứu và đưa ra những cái uh, dự báo của mình về cái đợt suy thoái uh, kinh tế uh, trầm trọng nhất của lịch sử loài người có thể sẽ diễn ra trong những năm sắp tới uh, dựa trên cả những cái cơ sở dữ liệu thực tế uh, khủng hoảng uh, tài chính, uh, khủng hoảng nhà đất rồi tới cuộc khủng hoảng hiện nay là uh, chiến tranh thương mại có thể leo thang thành chiến tranh tiền tệ thì 12 cái nguyên tắc đó được uh, tiến sĩ uh, được một một cái tiến sĩ mà có cái khả năng dự báo về các cái đợt suy thoái kinh tế uh, rất là giỏi trên thế giới đó là ông haniden Ông này ông đã tổng hợp được 12 cái nguyên tắc để có thể xác định uh, khả năng suy thoái đang tới này gồm những nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất đó là tất cả cái sự tăng trưởng và tiến hóa diễn ra theo hàm mũ không phải là hàm tuyến tính. Tức là trước khi có suy thoái thì chúng ta phải có cực thoái trước. Tức là trước khi có sự suy giảm thì chúng ta phải có bong bóng và bong bóng được hình thành theo hàm số mũ chứ không phải là hình thành theo hàm tuyến tính. Tức là nó đi lên theo cấp số nhân chứ nó không đi theo lên theo cấp số cộng. Thứ hai nữa là tất cả cái sự tăng trưởng đều có tính chu kỳ. Con người không thể thích không thể thích cái sự tồn tại của chu kỳ. Nhưng đời người cũng phải có chu kỳ. Có một cái, cái chúng ta đang có cái tuổi thọ nhất định là chúng ta sinh ra lớn lên và chết đi. Đời cây, đời động vật và tất cả cái hệ sinh thái trên cái trái đất này đều có chu kỳ. Và khủng hoảng kinh tế, những chu kỳ của suy thoái kinh tế đều diễn ra theo một cái quy luật tự nhiên như vậy. Cái điểm thứ ba đó là bong bóng sau khi diễn ra theo hàm mũ trong ngắn hạn thì nó luôn đổ vỡ và không hề có ngoại lệ. Tức là chúng ta lớn lên già đi thì sẽ phải chết chứ không thể có ngoại lệ là chúng ta không chết được. Và bất động sản hay chứng khoán hay tài chính có một bong bóng lớn trước đó theo hàm mà cấp số mũ theo cấp số nhân thì sẽ có sự sụp đổ và sụp đổ này là rất nhanh và rất nguy hiểm không thể tránh khỏi chứ không phải là sự suy giảm một cách từ từ điểm thứ tư đó là bong bóng càng lớn thì sự sụp đổ càng mạnh hầu hết mọi người đều giá định các tài sản mạnh nhất sẽ an toàn nhưng trên thực tế thì không chúng còn đổ vỡ dữ dội hơn, mặc dù việc đổ vỡ có thể diễn ra muộn hơn các cái tài sản khác một chút. Thứ năm đó là sự đổ vỡ bong bóng thường diễn ra nhanh gấp đôi so với sự hình thành. Và cái thời gian mà đổ vỡ thì nó sẽ nhanh hơn, mạnh hơn so với thời gian hình thành rất nhiều lần. Vì thế thoát sớm là một cách tốt nhất để tránh những cái cuộc đổ vỡ bong bóng không điều chỉnh hoặc đi xuống theo từng giai đoạn, chúng rơi nhào và đổ vỡ, nổ tung, bùm. Thứ sáu là bong bóng thường có khuynh hướng trở lại nơi nó bắt đầu tăng trưởng theo hàm số mũ hoặc thấp hơn một chút thỉnh thoảng. Thì giống như năm 1932 thì chúng còn giảm sâu hơn nhiều so với cái chân của cái đợt mà tăng trưởng trước đó 1928 29 30 Thứ bảy là các bong bóng tài chính ngày càng trở nên bất thường hơn theo thời gian vì sự sẵn có của hoạt động tín dụng tại các mức thu nhập của cái cao hơn làm tăng khả năng vay mượn và đầu cơ cũng như là các cái công cụ điều hành của các ngân hàng trung ương thì có tính mềm dẻo hơn rất nhiều do đó thì các cái cuộc bong bóng diễn ra đổ vỡ nó phức tạp hơn và khó dự đoán hơn. Thứ tám là các chính phủ ngày càng có quyền lực hơn trong xã hội hiện đại và luôn tìm cách phát triển các công cụ nhằm mở rộng các hoạt động tín dụng, kích thích tăng trưởng kinh tế giống như các cái gói QE mà chính phủ Mỹ đã làm trước đó cũng như các cái gói kích thích kinh tế của uh, Nhật Bản, của Trung Quốc và các nước châu Âu hiện nay đang làm. Thứ chín là bong bóng giống như thuốc viện khiến cho con người cảm thấy tốt hơn, chúng ta không muốn điều này kết thúc nên chối bỏ sự tồn tại của bong bóng. Đã đặc biệt khi ở giai đoạn cuối các chính phủ và định chế tài chính thậm chí còn phản đối mạnh mẽ cái việc mà dự báo về bong bóng cũng như là phản đối là không bao giờ có bong bóng nữa điều này là điều mà chúng ta vô tình gọi là phớt lờ đi những quy luật tự nhiên vốn có bản chất của nó Thứ 10 là bong bóng trở nên bền bỉ, hấp dẫn đến nỗi người mắc kẹt trong đó sẽ cảm thấy an toàn. Thậm chí nó giống như cái câu chuyện gọi là luộc con ếch, những người nằm trong cái lọ cái 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 cái, cái nồi nước mà được đun sôi từ từ, được hình thành bởi cái việc tạo nên bong bóng chậm rãi và phức tạp, bền bỉ và hấp dẫn sẽ dễ dàng chết trong bong bóng mà không hề biết các bong bóng lớn lên. Đây là điều thứ 11 là các bong bóng lớn chỉ xảy ra một lần trong cuộc đời mỗi người. Vì thế chúng ta dễ dàng quên đi sự sụp đổ và ít rút ra được bài học và kinh nghiệm những người đã tồn tại những nhà đầu tư đã tồn tại trước đó những người đã chứng kiến đã gặp phải những cái đợt uh, bong bóng bùng nổ thì đều đã gọi là đi về dĩ vãng do đó thì ít để lại những bài học và họ không có được cái sự gặp lại cái bong bóng như thế tương tự như vậy lần hai trong đời do đó thì sẽ không có kinh nghiệm về bong bóng Điều thứ 12 là các bong bóng có vẻ vô ích và tàn phá dữ dội khi nó đổ vỡ Nhưng thực ra chúng đang hoạt động chức năng cần thiết trong cơ chế năng động của hai mặt đối lập phát triển Đổ vỡ bong bóng tạo ra nhiều đột phá công nghệ, gieo mầm cho sự phát triển mạnh mẽ hơn Tất nhiên sẽ có nhiều người bị tổn thương bởi quá trình này Nhưng bạn không thể phát triển và thành công nếu như không gặp phải những thất bại Cũng giống như cái câu chuyện chúng ta nên nhớ rằng là rõ ràng nếu như không có cái uh, cái sự gọi là tiến hóa cái việc mà đấu tranh để tiến hóa loại bỏ những cái cái gọi là xấu xa trong xã hội cũng như là không có sự đấu tranh giữa các cái à, môn loài để tiến hóa hơn thì rõ ràng là không có loài người như ngày nay điều này nó được ứng dụng rất đúng trong cái nguyên lý về hình thành phát triển của bong bóng và một câu tựu chung lại chúng ta đều hoàn toàn có thể không khó để nhận ra rằng bong bóng của thị trường tài chính bong bóng của thị trường bất động sản bong bóng của rất nhiều các vấn đề à, được à, các giới tạo lập à, trên thị trường cũng như giới đầu cơ tạo ra đều hình thành theo một cái khuynh hướng tức là thời gian leo lên đỉnh của một ngọn núi thì khá là lâu nhưng nếu chúng ta trượt chân, bong bóng bùng nổ thì thời gian chúng ta rớt từ đỉnh núi xuống chân núi nó chỉ có một khoảng thời gian rất nhanh thôi. Nó đúng theo quy luật tự nhiên và sức hút của trái đất, tức là khi mà chúng ta trượt chân ở đỉnh núi thì chúng ta sẽ rơi xuống chân núi trong chỉ khoảng tầm vài phút là đã rơi xuống lăn xuống tới chân núi rồi nó không giống như quá trình vất vả để có thể leo lên được đến đỉnh núi hy vọng những chia sẻ những trao đổi những tổng hợp của thắng ơi của nhóm chúng tôi đem lại những hữu ích cho anh chị và các bạn hãy đừng quên ấn like cho video này chia sẻ và lan tỏa video này tới nhiều người hơn và đặc biệt đừng quên ấn vào góc góc này góc các bên này Góc này là góc mà có cái chữ đăng ký ngay để chúng ta đăng ký uh, kênh Thắng ơi nhận được những video mới mỗi ngày. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.